Rồi tiếp tục hôm nay đi thăm lợp tôm cái nhà ơi. Biết hôm nay có dính con tôm nào không nữa đây. Ở đây thì hôm bữa đặt thì không có vô một con nào nha cả nhà. Hôm nay để tới hôm nay cũng hai bữa thì quay lại cho thăm coi xem để có dính con tôm nào không cả nhà. Biết ở trong mấy bẹ dừa này thì có ai đặt không, để lấy thêm vài cái vừa đặt cặp mé này. Ồ, thấy dừa còn nguyên si à. Dừa còn nguyên si luôn cả nhà. Bên này có cái lọt bự đây. Ồ, đâu hình như vô được mấy con cá mà nó chết sình luôn rồi nè. Rồi vô cá lóc. Vô cá lóc mà nó chết sình luôn. Không 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 đâu mà giữ gì nè ơi. Ấy ấy nước à, ơi thấp nhảy nước chơi quá đã cái nhà ơi. 2 4 6 con. Ôi, tâm trứng. 2 4 6 con. Quá đã rồi, đem lên đem lên đem lên em lên để dập cái lúa này, cái lợp này luôn. Dở cái lợp bự luôn á anh. Dở cái lợp bự coi luôn. Này nãy dở hai cái kia không có cái nhà. Xuống cái này có nè. Nay em còn mấy cái nữa cái nhà, còn 7 cái nữa. 7 cái nữa chắc em dở xong rồi một lát em bơi xuồng ra em kiếm cái chỗ em đặt luôn cái nhà. Hết chưa, hết chưa? Rồi hết rồi. Cái này để sung sướng. Để đây giặt. 2 4 6 con, có con nhỏ xíu. 6 cái con. Cái này để lát em giặt rồi em sẽ đặt lại luôn. Rồi rồi. Chưa rồi mà ngon. Còn đây cái nữa nè. Một thêm thứ. Bữa nay cái nào gãy cái nào hư là bỏ hết cái nhà. Mình sẽ thay lại. Không có con nào luôn. Ôi bù trừ. Kệ đấy đi, bỏ đại dưới đó để nó vô giống được. Bể hết trơn rồi đâu có. Để đại được em. Để đặt cái mới xuống hả? Để đặt cái mới xuống. Dở cái lợp bự luôn kìa anh, cái dọc khổng lồ kìa. Cái này nó bị bể hết rồi nè cái nhà. Giờ mình úp bỏ luôn cái nhà. Đặt được mấy hôm rồi cũng hết càng. Chút xíu em sẽ lấy cái lọc mới em xuống đây em thả ở đây luôn. Chơi cái khổng lồ luôn. Chơi cái khổng lồ luôn. Còn cái khổng lồ này thì khổng lồ này à, hên xui lắm cả nhà. Vừa thì thấy nó có ăn hết trơn rồi nè, mà nó không có vô. Cái lỗ nó bự quá. Con nào? Có. Ủa? Ốc không à? Ốc mà. Trời ơi. Rút qua bên này luôn. Em vòng bên kia vòng thôi. Ây da. Không có
mắt luôn đi. Bắt ốc nặc lợn. Ờ, hai con ốc. Ờ. Ốc quá bự luôn. Bắt luôn, bắt hai. Bắt hai. Không có tôm chứ nha. Bắt lột tôm mà vô ốc nè. Ừ. Rồi xong. Ờ thôi, còn bắt lại được. Đây nè. Cái con gì con lợp nha anh. Lợp bỏ. Sát sát bên cái dở cái đó thử không? Em thấy có một con gì ở dưới á. Cái này lập bể. Ừ, em thấy có con gì nó máu ở dưới á. Cho nó sâu dữ à. Mình có lủng nó xúc ra luôn á. Ừ, cũng được. Nè đây, nó xúc ra luôn rồi xong. Dì. Em lên trên nha anh ơi. Có một con trong đó mà bốn cái tạch cái đi luôn á. Nay được nhiều tôm đó là thấy cũng đủ ăn nữa rồi đó. Có nè. Hai con. Hai vậy? Mày chắc đem lên đỡ. Đem lên, đem lên. Con trứng bự luôn cái này. Đâu con ở đâu? Đó. Con nhỏ nữa. Con rẹm nó hay vậy? Rồi, đem lên. Đem lên đi để giặt lại, giặt em giặt con rẹm đặt lại cái nhà. Khá bự đấy nha. Đây. Bắt con rẹm ra luôn đi. Con rẹm để làm mồi. Chưa, con rẹm mới lớn làm mồi. Rồi bây giờ thì em cũng thăm xong lộp rồi nha cả nhà. Thì sớm em thăm 8 cái lộp thì cũng được 7-8 con tôm với 5-6 con ốc gì đó cả nhà. Đủ một nồi kho khô nha. Đây, thành quả hôm nay nè cả nhà.
Đây. Được, để em đổ ra đi. Đó. Thật là hôm nay nè cả nhà. Em ơi lấy gọng gọng nè em ơi. Đây. Đây. Con nào con lấy bự bự không nha cả nhà. Đó. Con này tôm trứng luôn nè cả nhà. Hai con. Này nữa tôm trứng luôn nè, ba con. Bốn con. Năm con. Sáu con. Bảy con. Tám con. Với hai con tôm mini nè cả nhà. Hai con tôm mini nó là 10 con. Với được bốn con ốc bự bự không cả nhà. Hai con nè. À, đằng kia hai con nó được 6 con ốc cả nhà. Rồi, bây giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thì cả nhà có yêu mến kênh Câu Săn TV, cả nhà hãy để lại cho em một like với một lượt đăng ký để ủng hộ cho em nha, để em có nhiều động lực làm những video hay và bổ ích gửi đến cả nhà cùng xem nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở video kế tiếp nha. Bye bye cả nhà.